Trước khi xem cái clip này và nếu như các bạn vẫn giữ quan điểm là hai chiếc máy tính với hai con CPU giống nhau nhưng hiệu năng cũng sẽ giống nhau thì hoàn toàn sai. Để mình giải thích nhanh nha, tại vì ngoài cái tên CPU giống nhau ra thì ở bên trong của một cái máy tính laptop hoặc là một cái máy tính bất kỳ thì nó còn rất là nhiều thứ khác có thể ảnh hưởng đến hiệu năng chung của máy. Chúng ta có điện năng cung cấp cho CPU nè, nhiệt độ tối đa mà tản nhiệt trên laptop có thể chịu được nè và xung nhịp tối đa của CPU đó. Ba đặc tính này như một cái vòng tròn tuần hoàn khép kín và nếu như một cái tăng thì hai cái thứ còn lại cũng sẽ tăng và đương nhiên chiều hướng ngược lại cũng sẽ xảy ra. Cho nên một chiếc laptop khi đắt tiền hơn thì đồng thời nhà sản xuất cũng sẽ cung cấp cho nó một cái hiệu suất tốt hơn thông qua việc là tối ưu về tản nhiệt nè, tối ưu về điện năng và giúp cho các bạn khi mà xem về cái hiệu năng cuối cùng của chiếc máy nó sẽ khác nhau. Và đối với trang web chính chủ của Intel, tức là Intel ARK cũng đã có ghi rất rõ ràng rằng là ví dụ như một con CPU là i5-1135G7 thì TDP có thể biến thiên từ 12W lên tới tận là 28W. Và ngay bây giờ xin mời các bạn xem ngay một bảng biểu so sánh hiệu năng giữa HP15S và Huawei MateBook 14 mặc dù sử dụng chung con CPU là i5-1135G7. Các bạn có thể thấy là đối với multi-core của HP15S chỉ đạt là 3567 điểm, còn ở trên Huawei MateBook 14 tới tận là 4655. Điện năng tiêu thụ trung bình của HP15S thực sự rất thấp, chỉ có 16W thôi, còn đối với Huawei thì lên tới tận là 28W. Và xung nhịp CPU trung bình của HP cũng chỉ là 2.5GHz, trong khi là Huawei MateBook 14 lên tới tận là 3.0GHz. Và nhiệt độ CPU trung bình trên HP15S đương nhiên là thấp hơn, chỉ có 63 độ, còn trên Huawei MateBook 14 tới tận là 82 độ. Tuy nhiên, bởi vì giá tiền cao hơn, đồng nghĩa với chuyện là toàn bộ thân máy được làm bằng kim loại chứ không phải nhựa như HP15S và giúp cho nhiệt độ bề mặt ở trên máy Huawei MateBook 14 khi này chỉ là 38.5 độ C, trong khi HP15S đã lên tới tận là 37 độ. Cho nên, chốt lại, nếu như bạn vẫn suy nghĩ rằng là hai chiếc laptop giống nhau ở CPU sẽ cho ra hiệu năng tương đương nhau thì có thể là bạn đã sai.